mắt tác phẩm Dòng chảy của nhà văn Tôn Nữ Áo Tím. Và lúc 1 giờ 30 phút trưa ngày thứ Bảy, 13 tháng 7 cuối tuần qua, tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ số 1072 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, đã diễn ra buổi ra mắt tác phẩm mới của nhà văn Tôn Nữ Áo Tím với tựa đề Dòng chảy. Đông đảo quan khách là các nhà văn, nhà thơ sinh hoạt tại Hội Văn thơ Lạc Việt, tạp chí Nguồn cũng như giới văn nghệ sĩ trí thức, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí và bạn bè thân hữu của tác giả tại vùng Bắc Cali đã đến tham dự. Nhà văn Tôn Nữ Áo Tím đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. Nói về cảm nghĩ thì Tôn Nữ Áo Tím rất là vô cùng xúc động vì nhận ra rằng mình được nhiều tình cảm của đồng hương thân hữu và các văn thi sĩ của vùng Bắc Cali, thung lũng Hoa Vàng. Chương trình hôm nay thì nói chung các diễn giả sẽ đào sâu về cái nội dung của tác phẩm Dòng chảy. Cái thứ hai là một diễn giả sẽ nói chuyện về bản thân của Tôn Nữ Áo Tím. Thì không biết là diễn giả đó sẽ nói gì vì đây là cuốn thứ hai rồi. Sẽ có phần vấn đáp. Thì những cái câu hỏi đó nếu thời gian cho phép thì Áo Tím sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi gì trong phạm vi nội dung của Dòng chảy. Và nếu như mà ngoài nữa đó thì cho phép thì Áo Tím cũng sẽ rất là vui lòng để trả lời thôi. Chương trình được bắt đầu với phần đón tiếp quan khách và ký tặng sách của tác giả. Sau khi quan khách đã đến đông đủ và ổn định chỗ ngồi là phần nghi thức khai mạc gồm lễ chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm. Sau đó, MC tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng giới thiệu thành phần quan khách tham dự. Và tiếp theo là phần phát biểu chào mừng quan khách từ ông Lê Văn Hải, trưởng ban tổ chức. Ông cũng đã thay mặt ban tổ chức tặng hoa và quà là một bức tranh do chính con gái ông vẽ tặng nhà văn Tôn Nữ Áo Tím. Nhà báo Lê Văn Hải cũng cho biết thêm. Kính thưa tất cả quý vị, trong sinh hoạt văn học nghệ thuật, ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Đó là một cây bút nữ của miền Bắc Cali, đó là chị Kim Thư với bút danh là Tôn Nữ Áo Tím ra mắt tác phẩm thứ hai, đó là Chuyện Dài Dòng Chảy. Kính thưa tất cả quý vị, năm ngoái chị Kim Thư có ra mắt một tác phẩm đầu tiên, đó là Con Đường Phường Vĩ và rất là thành công. Ngày hôm nay cũng thế, đó là hàng trăm quan khách đã tới tham dự, chứng tỏ người Việt còn yêu tiếng Việt, còn tha thiết với tiếng mẹ, tiếng Việt còn, nước Việt còn. Hy vọng đây là những cái sinh hoạt văn học nghệ thuật sẽ được tiếp tục để người Việt duy trì tiếng Việt. Xin cảm ơn. Sau đó là phần phát biểu giới thiệu tác giả và tác phẩm của nhà thơ Song Nhị, nhà văn, nhà báo Thanh Thương Hoàng, nhà thơ Diên Nghị, nhà thơ Ngô Đức Diễn. Và tiếp theo là lời tâm tình và tri ân của tác giả đáp lại tấm lòng yêu mến của quý quan khách có mặt. Quan khách đã lên tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng với tác giả. Kính thưa quý vị, nhà văn Tôn Nữ Áo Tím là thành viên của tạp chí văn học nghệ thuật Nguồn miền Bắc California. Và lời phát biểu của ông chủ tịch nhà thơ Song Nhị sẽ nói lên những điều mà ông đã cảm nhận trong suốt thời gian mà ông đã có thời gian làm việc chung, và sẽ là những tiếng nói chân thật. Xin trân trọng kính mời nhà thơ Song Nhị bước lên máy ghi âm cho lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Xin kính chào quý vị, thường thường quý vị quan khách, chào tất cả quý vị đã có duy nhìn nhận hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi đọc được đâu đó thư của một giáo sư đại học chuyên gia của Trung Quốc gửi cho con gái, con đại ý, mỗi người được sở hữu 24 giờ một ngày. 24 giờ đó liên tiếp từ ngày này sang ngày khác.
24 giờ đó của ngày hôm qua sẽ mất thời gian qua đi, nhìn lại 24 giờ, 24 ngày hay 24 năm cũng chỉ là một thoáng. Mới ngày nào cô bé còn ngồi cá chít, còn phải dìu lên xe xuống xe, nhưng mà bây giờ cô gái là 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Cô gái rời ghế bàn trung học, chứng chạc bước vào giảng đường đại học để tích lũy kiến thức đi vào tương lai. Thời gian 24 giờ là tài sản của mỗi người được ban tặng một cách đồng đều, rất công bằng, không thiên vị. Thời gian 24 giờ sẽ trao tặng cho chúng ta kiến thức. Kiến thức là tài sản. Tài sản đó không ai có thể tước đoạt, không có thể tranh giành. Vấn đề là chúng ta sử dụng tài sản đó như thế nào cho hữu ích. Vị giáo sư kia đã khuyên con gái, nếu khi cầm đọc quyển sách mà cảm thấy hào hứng thú vị thì nên đọc và tiếp nhận những kiến thức đó để làm vốn liếng cho cuộc sống. Và thưa quý vị, hôm nay quý vị đến đây cũng là để muốn cầm một quyển sách để cảm nhận nội dung quyển sách đó, tác giả gửi gắm những gì. Có ý kiến nói rằng đừng đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó. Thì đây có một quyển sách mang cái bìa mang tựa đề dòng chảy đã trên tay quý vị đặt trên bàn. Xin mời quý vị cầm lấy để nhìn xem cái bìa đó, không phải để nhìn xem cái bìa mà để đọc cái quyển sách đó tác giả nói những gì, để cảm nhận được những điều tác giả mình cứ gặp người khác. Lát đến đây nhà văn Thanh Dương Hoàng sẽ nói rõ với, trình bày với quý vị về nội dung tác phẩm. Như MC tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng vừa nói, chúng tôi có cái thời gian làm việc với nhau, với tác giả Hữu Tín trong những năm sinh hoạt của Cội Nguồn với tạp chí Ký Nguồn. Theo chúng tôi, sở trường của Tôn Nữ Áo Tín là truyền ngắn. Năm 2017, Cội Nguồn đã ấn hành tác phẩm Đồng Tay của Cô, tập truyện Con Điều Phường Mỹ. Qua nội dung các truyền ngắn trong tập truyện, tác giả đã chứng tỏ là một người có khả năng suy tưởng phong phú với một tâm hồn nhạy bén khi mô tả tâm lý nhân vật qua những ngõ ngách của cuộc sống để xây dựng một đề tài và cấu trúc một câu chuyện một cách rất vững chãi. Chẳng hạn truyền ngắn Trai Thể Loạn, trong tập là Con Đường Phường Mỹ, được hình ảnh do gợi ý của chúng tôi trong một cái buổi sinh hoạt của tạp chí Nguồn. Câu hỏi tạp chí Nguồn số 61 chủ đề là gì? Thì chúng tôi trả lời chủ đề là lính viết phải viết về lính. Và chúng tôi nói thế thì cố tinh đi cho Nguồn một bài đi. Không lâu sau đó, chúng tôi nhận được cái truyền ngắn Trai Thời Loạn, Âu Tính trao cho tạp chí Nguồn. Và Trai Thời Loạn đã hình thành như thế, Trai Thời Loạn cũng đã được cái giải thưởng truyền ngắn của tạp chí Nguồn, đồng hành với Trạm Cà Mau và một tác giả nữa, là tác giả đó thì Điền Đạo của Na Uy. Thưa quý vị, Tôn Nữ Áo Tím là một tên tuổi tương đối còn mới mẻ, xa lạ trong giới cầm bút, trong giới những nhà thơ nữ cầm bút tại hải ngoại. Nhưng khi bước vào làng văn, Tôn Nữ Áo Tím đã có một cái chỗ đứng nhất định, có thể sánh vai cùng các
tác giả nữ hát tại hải ngoại như là Đàn Đầy Cánh, Điền Thị Thanh Liêm, Nhật Nguyệt, Vũ Thị Thiên Thư, Trần Hồn Tú, Mimosa, Phương Vinh, Cao Mỹ Nhân, Võ Thị Điềm Đảo ở Na Uy, Song Thi, Phong Thu, Phan Thị Thồng Tuyến ở Pháp, Ấu Tím, Hương Giang hay là Hồng Cát Kim Mai và Lâm Kim Loan ở Úc, Trần Thị Mai ở Mỹ, v.v. Như quý vị biết, cơ sở thi văn cội nguồn là một tổ chức bất vụ lợi được Quốc hội Hoa Kỳ và Sở Thuế Liên bang cấp quy chế non-profit. Cho đến nay, cơ sở thi văn cội nguồn đã xuất bản được trên 70 đầu sách, gồm có các thể loại thơ văn biên khảo, bút ký từ truyện, hồi ký. Tất cả các tác phẩm của cội nguồn đều được lưu ký tại Thư viện Quốc hội và Thư viện Đại học Công nghệ ở Vĩnh Châu, cùng nhiều thư viện khác ở các đại học khác cũng đặt cuốn sách của chúng tôi để lưu ký. Sau con đường phường Vĩnh và tuyển tập truyền nắm tạp chí nguồn, chúng tôi vừa ấn hành tuyển tập văn Nói Chuyện Với Thơ và Những Mảng Tối Lịch Sử, sẽ thân hành kính trình quý vị trong một ngày gần đây. Thưa quý vị, sau 25 năm hình thành và lớn mạnh của cộng đồng người Việt lưu vong, chủ trương của chúng tôi là thực hiện một mảng văn học Việt Nam hải ngoại, ngỏ hầu làm di sản cho các thế hệ mai sau. Khi chúng tôi ấn hành tập truyền Con Đường Phường Vĩ của Tôn Nữ Áo Tím cũng không ngoài cuộc kích ấy. Xin chúc mừng tác giả và xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo, nhà thơ Song Nhị. Thưa quý vị, trên đời này không ai cùng tắm trên một dòng sông. Nghĩa là trên dòng sông đó không bao giờ chúng ta được tắm hai lần cùng một dòng. Có nghĩa rằng thời gian khi đã trôi qua không bao giờ trở lại. Nhưng thời gian trong dòng chảy có thể là những khoảnh khắc ghi lại những nỗi niềm và tâm tư của mỗi một con người chúng ta, đặc biệt trên quê hương miền Trung Việt Nam và nhất là đất Thần Kinh xứ Huế. Thưa quý vị, để chúng ta có thể nhìn thấu suốt cả nội dung trong sự tóm lược dòng chảy của Tôn Nữ Áo Tím, chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà báo, nhà văn Thanh Thương Hoàng, cựu chủ tịch nghiệp đoàn báo chí Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, nghiệp đoàn ký giả trước năm 1975, xin trân trọng kính mời ông lên đây để cho chúng ta thấy được những gì đang chảy trong tác phẩm Dòng Chảy của Tôn Nữ Áo Tím. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính chào quý vị và quý bạn. Hôm nay tôi được làm ngược thể được bất an thì ra tôi nói không ngon lắm, xin quý vị thông cảm. Và tôi chỉ đọc tôi chứ không có như các ông ấy được. Tôi xin hôm nay xin hầu quý vị các bạn. Tôi rất vui khi được giới thiệu cái tập truyện Dòng Chảy của tác giả Tôn Nữ Áo Tím, vì tôi có vài kỷ niệm với Huế. Nhà văn Áo Tím như các bạn ở các vị đã biết không xa lạ gì với chúng ta. Năm 2014 chỉ được giải thưởng truyện ngắn của Văn Thơ Làm Việt. Năm 2017 chỉ được giải thưởng truyện ngắn của tạp chí Văn Học Cộng Đồng. Năm 2017 chỉ xuất bản tập truyện ngắn Con Đường Phường Vĩ, và năm nay chỉ xuất bản cuốn Dòng Chảy. Và tổ chức ra mắt hôm nay của chúng ta, tôi xin tóm tắt cái câu chuyện. Đây là một câu chuyện viết về cuộc đời một nữ sinh, một phụ nữ sinh trưởng trong gia đình trung lưu ở Huế, đã nổi trôi
theo dòng chảy, tức nổi trôi theo dòng đời, nổi trôi theo dòng nước. Có đớn đau, có dằn vặt, nhưng đã tự thắng mình, thắng hoàn cảnh. Từ một cô nữ sinh trường nữ trung học Đồng Khánh ngây thơ, trong trắng, đã vượt qua bức tường định kiến và bảo thủ của gia đình. Cô đã bằng mọi cách quyết tâm thuyết phục gia đình chấp thuận mọi mong ước và cô đã thành công. Cô được vào Sài Gòn học tiếp và kết hôn với người mình yêu. Rồi liên tiếp những dòng chảy trôi qua trong cuộc đời cô gái Huế, lúc thì yên ả êm đềm, khi thì sóng gió cập cập, dòng chảy cứ thế trôi, tràn đi lĩnh chiến trận liên miên, làm muôn hoa tầm đảo đôi con. Rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975, tác giả viết Sài Gòn biến thành địa ngục trần gian, chàng chồng của Song Thu bị bắt tù cải tạo, Song Thu cũng như toàn miền Nam bị đói rét khốn khổ. Trong lúc cả Sài Gòn tìm cách ra đi khỏi nước trong hỗn loạn, thì Song Thu vẫn tính quyết định ở lại chờ chồng trở về. Nhưng chồng Song Thu không về và anh ta trốn ra thoát thân ở nước ngoài. Hai con nhỏ của gia đình người chị, con nhỏ của Song Thu cũng được gia đình người chị đưa ra nước ngoài. Mình Song Thu ở lại chống chọi với bao cách trở và cám dỗ. Cô đã vượt tất cả để giữ trọn vẹn tấm lòng chung thủy với người chồng, một đức tính cao quý của người phụ nữ Việt. Sau cùng, vợ chồng con gái Song Thu hoàn tụ trên vùng đất mới tự do, và dòng chảy lại bắt đầu tuôn chảy trên vùng đất mới. Số phận Song Thu, Song Thu ngày mai ra sao, chúng ta xin chờ đọc dòng chảy 2 như tác giả và tác giả đã báo trước. Thưa quý vị, thưa quý bạn, tôi rất tiếc những chương sau không thấy tác giả kết nối hy vọng với hiện tại như ba chương đầu. 2/3 cuốn truyện tiếp theo tác giả đề cập đến đời sống khốn khổ của cùng cực của người dân miền Nam và sự nhũng nhiễu tệ hại của kẻ cầm quyền. Những sự việc này tất cả chúng ta ngồi đây đều biết và đã từng sống dưới sự cai trị tàn ác của cộng sản, nên tôi xin được để các diễn giả tiếp theo tôi nói. Thưa quý vị, thưa quý bạn, phải thú thật khi tôi mới ra tin đưa tôi cũng dòng chảy. Trước năm 1975, nhiều nhà văn nữ Huế viết chuyện dài gây sôi nổi một thời vì cốt truyện lãng mạn, ướt át vượt cả hàng rào đạo đức. Nên khi cầm cuốn dòng chảy, tôi không khỏi đi mình sẽ bắt gặp một cuốn chuyện tình lăng nhăng quanh quẩn cái sự đời. Nhưng rồi dòng chảy cuốn hút tôi theo từng dòng chảy. Tôi đọc một hơi từ chương 1 đến hết chương 3, trải qua 60 trang giấy, phải nói là tôi đã góp ý đã diễn tả thật xuất sắc những đặc trưng của Huế. Ngoài bút của Tôn Nữ Áo Tím đã kết nối hồi trẻ, hồi tưởng dĩ vãng với hiện tại thật tài tình hấp dẫn. Với mạch văn nhẹ nhàng lưu loát, nhà văn Tôn Nữ Áo Tím đã thoát ra khỏi những con sáo cũ, những con đường văn chưa. Hiện nay tại sao về hải ngoại, chúng ta thấy có rất nhiều người nữ làm văn nghệ, hoạt động văn nghệ, nhưng đa số là làm thơ, còn viết văn thì ít, rất là những người viết truyện dài. Tôi thì Tôn Nữ Áo Tím với thành tâm thiện chí cùng con nàng văn chương, chúng ta sẽ được đọc những tác phẩm giá trị của nhà văn Tôn Nữ Áo Tím. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị quan khách, thưa quý bà và quý thân tử,
tôi được phân công giới thiệu tác giả tốt nhất thì chuyện giới thiệu tác giả là một vấn đề khó, nhưng tôi hiểu rằng là tôi được học kiến không giải quyết được. Rồi chúng ta ngày hôm nay, nhất hôm nay tôi thấy quý bà quý chị đa số đều xuất thân từ trường trung học phổ thông ở Quốc Bảo Huế, cho nên cái tên Tôn Nữ Áo Tím trở thành quen thuộc của chúng ta. Trở về một đoạn đường lịch sử, trước năm 1945 thì màu tím của chiếc áo mà người ta gọi là màu tím của Huế, đó là màu tím của cô nữ sinh trường Đồng Hành nồi trú được năm 1945. Cứ mỗi buổi chiều cuối tuần, nữ sinh nồi trú của Đồng Khánh được bác giám thị dẫn ra phố dạo chơi mua đồ đạc, thì cái hình ảnh của Huế nổi bật bởi cái màu tím ấy. Cho nên ngày hôm nay Tôn Nữ Áo Tím là thế hệ sau, cái màu tím ấy gắn sâu một tiềm thức, cho nên cô đã lấy cái tên đấy. Bởi vì trong tâm thức của cô đã chịu đựng những kỷ niệm thuở thiếu thời, và không phải chỉ có Tôn Nữ Áo Tím, có rất nhiều người, có rất nhiều cô, nhiều bà, nhiều chị, đàn chị của Tôn Nữ Áo Tím cũng đã có một cái giấc mộng và đã có những ký ức về cái màu tím của xứ Huế ngày xưa. Thưa quý vị, thưa quý bạn, tôi nghĩ vì sao ngày xưa Đồng Khánh phải chọn màu tím để làm chiếc áo cho mình, thì chúng tôi thấy rằng nếu so với màu đỏ, màu hồng thì quá rực rỡ, màu vàng thì quá chói lòa, màu trắng thì quá tinh thông, chỉ có màu tím vừa bình dị đơn sơ, nhưng màu tím lại là cẩn trọng, nghiêm túc và ẩn chứa nhiều điều. Cho nên tôi được học đến ngày nay đã mặc chiếc áo tím ấy, đồng thời cũng mặc một chiếc áo lá khác rất là Huế dưới ánh đào vàng, và hai màu áo ấy đã tạo nên tác giả Tôn Nữ Áo Tím ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tôn Nữ Áo Tím sinh ra trong một gia đình có truyền thống Huế, thân sinh là một nhà thơ. Ông đã từng sinh hoạt với những nhà thơ tiền chiến như là Hà Nội, như là Chế Lan Viên, như là Bích Khê, vân vân. Ông làm thơ và ông đã nghiên cứu về văn học, ông đã có tác phẩm. Và như ông tiến tâm sự thì chính những cái tác phẩm của thân phụ và tất cả những cái gì còn lại trong tủ sách gia đình đã làm cho ông tiến một nguồn cảm hứng khi còn ở trung học Đồng Khánh, để rồi sau này lớn lên đại học và ra làm việc lớn, để ngày hôm nay có những tác phẩm để trình diễn với quý vị. Cái tác phẩm ấy như là nhà văn Đăng Thế Hoàng được trình bày nội dung, chúng tôi thấy rằng một tác giả đi vào văn chương hay là nghệ thuật có tác phẩm thì cái tác phẩm ấy cũng phải tự nhiên là có, và tác giả đó cần phải rèn luyện học tập, phải nếm trải, phải có nhiều kinh nghiệm, phải kinh qua tất cả những khốn khó, những đau khổ của cuộc đời. Bởi vì nếu đời cũng có phong ba thì cái lớn mà có hèn như vậy, ai cũng như ai hết. Cái sự thử thách đó đến từng giờ từng phút, nó đến từng phút quanh của lịch sử, mà chỉ Tôn Nữ Áo Tím lại trải qua phút quanh đấy ngày 30 tháng 7 đó. Cô ta đã viết lại tác phẩm này như tâm sự của một con người, và cái tâm sự ấy không phải là chỉ có Tôn Nữ Áo Tím mà của tất cả từng lớp con người của Việt Nam khi tiếp xúc ở những vòng vây của cộng sản và tự coi như là
cuộc đời được ném mình ra khỏi ngoài đời xã hội thì tôi được học đến là tự rèn luyện, là quyết tâm có nghị lực để phấn đấu. Cô ta không đầu hàng hoàn cảnh, trước hết cô ta đấu tranh để tự thắng mình. Cô ta tìm những cái hay của xã hội, cô ta tìm thấy những khôn khéo của cuộc đời để làm sao hòa nhập được với cộng sản, để chờ ngày thoát ra khỏi vùng vây của họ. Và thưa quý vị, cô ta đã thành công. Chúng tôi xin vắng mặt là về ban tổ chức thì cho chúng tôi nói được 5 phút thôi. Do đó đến đây xin cảm ơn quý vị lắng nghe, và đó là tác giả tôi nhiều lắm quý. Kính thưa quý vị, tôi là người nói sau cùng thì hơi xui, là vì cái hay các diễn giả trước nói hết, nhưng mà cũng rất là may là được nói sau tiếng hát ngọt ngào của Đồng Thảo. Cảm ơn Đồng Thảo. Kính thưa quý vị, dòng chảy là hình ảnh của dòng nước cuốn trôi. Dòng chảy không tụ động, không đứng yên, mà luôn luôn chuyển hóa. Đúng như triết gia Heraclitus đã khẳng định mà anh Nguyễn Hồng Dũng đã nói tôi, không ai tắm hai lần trong cùng một dòng nước. Dòng chảy cũng không luôn luôn lững lờ êm trôi, mà thường uốn khúc xoáy động, lên thác xuống đẩy. Dòng chảy của tôn nữ áo tím thiết yếu là dòng đời của chính tác giả, tưởng như dòng sông Hương êm đềm, nhưng lại có nhiều sóng gió và nhiều đợt sóng ngầm dưới đáy sâu. Đây cũng là dòng sinh mệnh của dân tộc nhấp nhô trên máu lửa. Hay hơn nữa, còn là dòng sinh kiếp của con người qua bao cuồng lưu nghiệt ngã. Nói chung, đây là dòng định mệnh trong đó con người quay lặn, chới với, nhưng vẫn có bám vào chiếc phao của niềm tin để vươn lên, để được cứu rỗi. Và đó là tâm thức phản kháng của tôn nữ áo tím trong tác phẩm Dòng chảy như một dòng định mệnh. Do định mệnh, cô gái mang tên Song Thu chỉ cần thêm dấu ư là thư. Với bút danh tôn nữ áo tím, đã sinh ra và lớn lên nơi cố đô Huế, miền đất cổ kính với nhiều cổ tục khắc khe, gia phong chỉnh tề và gia quy nghiêm ngặt, trói chặt con người trong nề nếp ngột ngạt. Áo tím viết thế này: chính bởi lề thói gò bó hẹp hòi đó đã tạo nên những rào cản cho lớp trẻ của Huế. Con trai thì yếu đuối lệ thuộc vào cha mẹ, yêu không dám yêu, con gái thì sống như một con ốc thu mình vào chiếc vỏ kín. Áo kín nghĩa như vậy. Thế rồi đình mình đã cột chặt cô gái Huế tên Thu vào anh chàng trai Bắc Kỳ tên là Luân, trong một tình yêu keo sơn chung thủy. Áo tím viết như có một điều gì từ tim mách bảo Thu bị cuốn hút bởi ánh mắt và giọng nói Bắc Kỳ năm tư của người con trai ấy. Phải chăng tình yêu có một phép màu nhập hai trái tim vào cùng một nhịp thở? Thu đã yêu Luân. Oái oăm thay, tình yêu đình mệnh đó đã gặp sóng gió của chiến tranh đưa đến ngăn cách. Chàng bị đồng viên chiến đấu ngoài chiến trường rồi làm kẻ thua cuộc vào tù, xa vợ con thơ, không biết mặt con. Con nàng phải sống lây lất với chế độ mới, vật lộn với nghịch cảnh đầy kỳ thị oán thù. Cô giáo trẻ phải hòa mình vào lối sống quê mùa lạc hậu, phải cắt hai vạt áo dài để làm áo bà ba,
mới bước được vào lớp học, thưa quý vị, chế độ xã hội chủ nghĩa như thế đó. Rồi cô gái Huế Song Thu lại bị bao đợt sóng tình tấn công, nhưng rồi cô đã vươn lên và chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này sau. Bơi lội trong dòng đình mình đó, bao người đã buông xuôi khuất phục, coi như chìm khuất. Riêng Song Thu, cô nữ sinh Đồng Khánh tóc thề mảnh mai, đã không để cho đình mình cuốn trôi hay nhận chìm. Trái lại, nàng đã kiên cường chống lại nghịch cảnh, giữ vững tay lái thuyền đời và thuyền tình của mình. Trước hết, Thu là cô gái Huế nề nếp khôn phép, nhưng nàng đã vùng vẫy để thoát ra ngoài những ràng buộc gò bó của một thời xa xưa, phong tục cổ hữu, hôn nhân gả bán, môn đăng hộ đối, cha mẹ đặt đâu người đó. Song Thu viết, Áo Tím viết, Song Thu không muốn cuộc đời mình theo nếp cổ xưa như thế. Nàng muốn đổi đời cuộc sống, nàng muốn là một người con gái phù hợp với sự tiến bộ của xã hội, một gái tân, nhưng gái tân không có nghĩa là đi ngược lại với lề lối tốt đẹp của cha ông. Đó là quan niệm về gái tân của Tôn Áo Tím. Từ nhận thức rằng mình và bao bạn trẻ khác là nạn nhân của xã hội phong kiến cổ hủ, Áo Tím nói đó là cái xã hội, cái hoàn cảnh, đó là nguyên nhân xô họ vào ngõ cụt, cả một lớp trẻ đều là nạn nhân. Rồi Song Thu được xuất hiện như một người đấu tranh cho nữ quyền, cho sự bình đẳng nam nữ. Nàng đã thẳng thắn thưa với mẹ như thế này: đàn ông đàn bà bình đẳng, ai cũng có việc làm như nhau, thời chồng chúa vợ tôi không còn nữa, mà biết không, thưa với mẹ như vậy phải nói là can đảm. Cũng cần nhận thêm rằng chính ý thức phản kháng đó đã tạo cho Song Thu một cái nhìn mới mẻ về tình yêu. Tôn Nữ Áo Tím cổ võ cho tự do luyến ái, và cô viết như thế này: họ muốn làm một cuộc đời mới, phá bỏ những luật lệ khắc khe bảo thủ để tìm cho mình một nếp sống tự do thoải mái, có nghĩa cho chính mình. Họ tìm mẫu người họ thích, rồi tự ý thích dẫn đến tình yêu. Nói là tự do luyến ái, nhưng không buông thả. Và chính quan niệm đứng đắn về tình yêu, vì vậy mà Song Thu đã được gặp lại người tình chung thủy ngày xưa, đó là Luân. Đặc biệt trong tác phẩm Dòng Chảy, Tôn Nữ Áo Tím đã viết những khúc mà, xin lỗi Tôn Nữ Áo Tím, cho tôi được nói đó là những cơn cám dỗ như được sóng tình ập tới, nhưng nàng đã thoát ra được. Thứ nhất là ông tổng giám đốc ngân hàng đã say mê vẻ quyến rũ của Thu, và Áo Tím viết như thế này: nàng cảm thấy ngột thở dưới những đàn ơi nóng bỏng dồn dập của ông phà vào mặt, hai cánh tay điên cuồng của ông như dài ra cuống cuồng sờ soạn. Nhưng Thu đã cương quyết chống cự: em không thể, vì em đã có gia đình. Và kết quả Song Thu đã thắng, Kim Thư đã thắng. Và được sống tình thứ hai thì Tôn Nữ Áo Tím viết như thế này: Thu nghe thân thể đông lạnh, mọi cảm xúc đóng băng, nàng tội nghiệp cho chính mình. Thu thấy mình tranh vinh giữa hai bờ yêu thương, một Luân xa lắc ngày về, một Long nồng nàng bên cạnh, sẽ rạp ư, nên hay không nên. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, là vì Song Thu hay là Kim Thư đã vươn lên chống đỡ. Hãy để cho nó vượt lên trên mọi yêu cầu đòi hỏi của ham muốn, và trở thành một sự san sẻ dịu dàng sâu sắc. Đó là hình ảnh kiên cường của Song Thu chống lại những đợt sóng tình ập tới. Đây là một thỏa
hiệp tuyệt vời giữa con tim và lý trí. Và chính nhờ sự thỏa hiệp tuyệt vời đó mà đình mình đã phải chào thua, thu đã gặp lại luôn và vui hưởng cuộc sống thanh bình. Đó là phản kháng trong dòng đời cá nhân. Thêm một hình thức phản kháng khác, đó là phản kháng trong dòng sinh mệnh của dân tộc đầy khói lửa chiến tranh, mà kẻ chiến thắng chỉ là những tên cướp ngày bất lương. Áo Tím viết: liệu mình có thể sống được trong hoàn cảnh khốn đốn này không? Một xã hội mà sự tước đoạt được bao che bởi mỹ từ tiếp quản. Họ lấy đi mọi thứ, từ xe cộ, nhà cửa cho đến những hãng xưởng quy mô. Từ ngữ đũa quạt cũng ra đời lúc này để chế giễu thành tích đoạt của, đũa quạt là đoạt của. Đó là chế độ mới, thưa quý vị. Và cô gái Huế tên Thu đã thay vì bị trao đảo ở trong tình trường thì cuối cùng cô đã chiến thắng. Và như tôi đã nói, cô đã gặp lại luôn từ người tình cũ. Một hình thức phản kháng khác nữa, đó là phản kháng trước cái bi đát của kiếp người đầy oan khiên. Và Áo Tím viết như thế này: song Thu thấy mình trở thành nạn nhân chơi vơi giữa những nghịch lý thăng trầm của xã hội đầy mùi khói chiến tranh. Có khi song Thu đã muốn bỏ cuộc, và cô đã muốn mượn lời của anh Tiến để trút cái niềm uất hận đó. Và Áo Tím viết như thế này: nhiều khi em muốn ôm lựu đạn từ kết liễu cuộc đời cho xong, nhưng em nghĩ lại, cầm lựu đạn ôm thêm một vài thằng VC cùng chết thì có lý hơn. Cảm ơn Song Thu đã nói lên được những lời như vậy. Và chúng ta thấy trong niềm uất hận đó thì cô gái mảnh mai của xứ Huế đã trưởng thành, vươn lên với niềm tự tin mãnh liệt. Nàng tự mình trỗi dậy, đứng lên trên chính đôi chân của mình, tin vào chính sách mình, cưỡi lên lưng đời. Và Áo Tím viết như thế này: nàng cố gắng chiến thắng nghịch cảnh để tự mình đứng thẳng trên chính đôi chân của mình. Đó là lời xác nhận của chính tác giả. Kính thưa quý vị, đó là dòng chảy của định mệnh và phản kháng. Đó chính là dòng chảy về nguồn, là nơi trú ngụ của tình yêu cá nhân, là nơi vỗ về của tình yêu quê hương, và là nơi dừng chân của tình người ở giữa cuộc đời trong cõi người ta. Tất cả được nói ra bằng hai chữ: tình yêu viễn quan. Thưa quý vị, có nói thêm cũng bằng thừa. Hãy để cho dòng chảy rót vào tim óc mỗi người những gợn sóng có một chút buồn nhẹ nhàng, một chút cay đắng ngậm ngùi, nhưng không thiếu ngọt ngào, như nhấp một hớp men cay. Cảm ơn Tôn Nữ Áo Tím, cảm ơn dòng chảy định mệnh, và nhất là cảm ơn tâm thức phản kháng của cô gái Huế mảnh mai Tôn Nữ Áo Tím. Xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tất cả đều là lý tưởng. Một nữ vận động viên FIFA của Hoa Kỳ khi đạt được chức vô địch sẽ nhận được 250.000 đô la. Nhưng nếu là một nam cầu thủ của Hoa Kỳ, nếu đạt được một giải FIFA sẽ nhận được 2.800.000 đô la. Tại đất nước của Hiệp chủng Hoa Kỳ, sự nam nữ bình đẳng vẫn là một ước mơ. Nhưng thôi, bây giờ quý vị cùng với chúng tôi một tràng pháo tay để chào đón nữ nhà văn Tôn Nữ Áo Tím sẽ đến với quý vị trong những dòng tâm tình từ trái tim của mình để nói đến với cuộc đời
và thân phận của dòng chảy đang chảy trong tâm khảm của chính tác giả cũng như trong chính mỗi một quý vị mà chúng ta đang theo dõi. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón Tôn Nữ Áo Tím. Chúng tôi trân trọng kính chào tất cả cũng chị chị Văn Thiều và các bạn đã đến với buổi ra mắt sách hôm nay. Tôi đã nhận ra rằng tại ra mình được nhiều sự thương yêu của các bạn, của các đồng hương, của các anh chị và các đoàn thể. Rất chân thành cảm ơn. Trước tiên Tôn Nữ Áo Tím xin nói lời tri ân đến tất cả các văn thiếu, các nhà thơ lớn mà Tôn Nữ Áo Tím vẫn ví von rằng là những cội tùng ngàn năm của nền văn học hải ngoại. Và rất mong khi mà hai tên thì quý thầy cô, quý anh chị lên đây để trong niềm mong ước Tôn Nữ Áo Tím được chụp chung một tấm hình kỷ niệm để lại cho về sau cho con cháu và cho bạn bè. Vâng. Đầu tiên Tôn Nữ Áo Tím xin chia để tất cả những cái bộ khắp bốn phương đã gửi bài giúp cho tạp chí Nguồn được sống mãi trong lòng người Việt hải ngoại. Tri ân các nhà văn, nhà thơ đã sáng lập một sân chơi văn hóa rất là vui, rất là ý nghĩa ở hải ngoại. Và đó là điều mà Áo Tím rất mong được. Chúng ta, cơ sở văn thơ Lạc Việt và tạp chí Hội Nguồn, hai cơ sở mà duy trì được tiếng Việt. Vì tiếng Việt còn thì được Việt còn. Và Áo Tím rất mong một sự mong ước chân thành hai đơn vị đó luôn được gắn kết vào nhau. Và vâng, Áo Tím xin chân thành cảm ơn nhà văn, nhà báo Thanh Thương Hòa. Xin mời thầy lên ạ. Áo Tím xin chân thành cảm ơn nhà văn, nhà thơ Ngô Đức Chiến, giáo sư. Xin mời thầy lên. Xin cảm ơn niên trưởng nhà thơ Song Nhị, một người anh rất là tinh thần trong tạp chí Nguồn. Xin mời anh Song Nhị. Nhà thơ Duyên Nghị, một người anh cũng rất là tiêu biểu, cũng nằm trong ban biên tập của tạp chí Nguồn. Nhà báo Lê Văn Hạ, chủ nhiệm tuần báo Thằng Ngọ Bắc Cali. Xin kính mời anh Lê Văn Hạ. Đặc biệt nhà văn nữ, nhà văn, nhà nghiên cứu thầy Võ Hương An, tức là Võ Văn Nhật, hôm nay cũng có mặt ở đây cùng với phu nhân. Xin trân trọng kính mời thầy. Nhà báo Cao Ánh Nguyệt, chủ nhiệm tuần báo Phụ Nữ Cali, một người nữ rất là phải nói giỏi. Chị rất được cái Phụ Nữ Cali là Áo Tím rất là phục chị. Nhà thơ Ngọc Bích, hội trưởng hội người cao niên Bắc Cali. Xin trân trọng kính mời chị Ngọc Bích. Chị cũng là người có một cái tâm hồn rất trẻ, sinh hoạt trắng nhỏ cả nhà mấy ngàn phương, hàng tháng hàng kỳ thường các chị thường hay họp. Đặc biệt trân trọng kính mời nhà văn Trinh Nguyên, chủ tịch cơ sở văn thơ Lạc Việt cũng đến và mặt hôm nay. Vâng, Áo Tím xin trân trọng kính mời. Cơ sở văn thơ Lạc Việt là cái nôi mà Áo Tím ra đời. Từ cơ sở văn thơ Lạc Việt, Áo Tím như là một cái trĩnh nở, và từ đó trở thành một tôn nữ Áo Tím vững vàng, giữ sự giúp đỡ tinh thần của các anh trong tạp chí Nguồn. Kính mời tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, liên hội cư sĩ Bắc Cali. Dạ, trân trọng kính mời hội trưởng Ái hữu Quốc học Đồng Khánh Bắc Cali, ông Lê Trung Hiểu. Thân ái
tại mời đồng thành bạn mới Bắc Cali tôn đức Bình Dương và kính mời một vị đại diện của hội đồng hương Thừa Thiên Huế anh Trần Túc, một đơn vị sponsor cho tôn đức ông Tiến. Kính chào các bạn trưởng thượng, kính chào các bạn, quý vị, các anh, các chị và các em. Hôm nay là ngày chúng ta phải hỏi thật nhiều cái cô tôn nữ áo tím này, bởi vì đây là một cái sự đặc biệt mà không có cái giờ phút nào mà chúng ta được xăm si phải lấy từ trong bụng của cô ra để chúng ta cùng hòa nhập và cùng tìm hiểu thật kỹ lưỡng về một nhà văn nữ. Đã. Thành ra xin quý vị cứ mạnh dạn lên để hỏi, để cho tôi nữa ông Tiến trả lời tất cả những câu hỏi mà quý vị đặt ra. Trước hết xin mời chị Nguyễn Thị Giới. Dạ, tôi đầu tiên xin trân trọng kính chào chị. Là một giáo sư, trước năm 1975 chị là một giáo sư về văn hóa. Vâng, thành ra qua những lần sinh hoạt với chị thì ông Tiến nhận ra được một cái điều là chị nói rất là thú hút, cho nên chị nhiều lần chị lên trường với ông Tiến và ông Tiến đã tăng lên thì hôm nay đấy chị cũng đến đây chị mổ xẻ em đi. Dạ, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Vừa những giây phút vừa qua tôi được chứng kiến và được nghe rất nhiều vị thức giả trình bày. Qua những trình bày của quý vị tôi học hỏi được rất nhiều. Và đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước quý vị. Không phải là người đàn hay đúng sợ, nhưng mà có lẽ quý vị sẽ gặp hai hình ảnh thế khác nhau. Tôi cũng là một cựu nữ sinh đồng cảnh thế hệ đàn chị của tác giả. Và đây là một cựu nữ sinh đồng cảnh mà không phải cái thế hệ đàn chị nào cũng thực hiện được những điều thế hệ đàn em như tác giả đã làm. Bởi vì hôm nay tôi được vinh hạnh nghe quý vị ca ngợi cái vị đàn em của chúng tôi quá nhiều. Và trước khi hỏi tác giả một câu như lời yêu cầu của tác giả, qua những lần tâm tình thì tác giả có nói với chúng tôi rằng em rất yêu tiếng Việt và em muốn bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt. Điều đó là cái điều tôi tâm đắc đầu tiên đối với cái cô em tài hoa này. Bởi vì chắc hẳn quý vị không ai mà không nghe cái câu tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Riêng bản thân tôi có thêm một sức cảm lạ lùng là hai lòng câu hát thứ hai của tôi gần như muốn khóc mũi cả đá, đó là Việt Nam hai tiếng gọi sáu cùng khi như đời. Hôm nay tôi muốn nói về cái tiếng Việt của tôn nữ áo tím. Tôn nữ áo tím đã vì cái niềm say mê và muốn bảo tồn cái sự trong sáng tươi đẹp hoa mỹ và phong phú của tiếng Việt, cho nên đã cố gắng sáng tác, viết và kỳ công trong những cái dòng chữ của mình viết ra. Tuy rằng khi tác giả đọc những tác phẩm của tôn nữ áo tím, chưa hẳn là tác giả đã thấy rằng đó là lời châu ngọc hàng cầm theo, nhưng ý ra tác giả quý vị cũng đã nhận ra được cái tấm chân tình của tác giả, cái tấm lòng của tác giả khi tác giả nắm nót từng con chữ để tạo nên những tác phẩm của mình. Và đặc biệt là tác phẩm Dòng Chảy này đã đưa chúng ta theo dõi liên tiếp cho tới cuối cùng.
thì trong cái tác phẩm với tên dòng chảy này, chúng tôi cũng có một vài suy nghĩ nho nhỏ và là cảm nghĩ của một cái đàn chị ở tác phẩm của đàn em. Tuy rằng tôi dài dòng vì tác giả muốn lên đây để tôi hỏi tác giả cái điều tôi muốn hỏi, nhưng xin thưa với tác giả rằng tác giả hãy yên tâm vì tôi sẽ hỏi một câu mà tác giả có quyền không trả lời. Và quý vị sẽ nghe câu hỏi tiếp theo khi tôi muốn nói xong những cảm nghĩ của tôi. Cái cảm nghĩ thứ hai của tôi là về tên dòng chảy. Quả thực là như vậy, bởi vì chúng ta sống trong xã hội do những cái giao tiếp, do những cái tiếp cận, do những cái liên hệ mà chúng ta sống một cuộc sống liên tục như một dòng chảy trong xã hội. Tôi hiểu rằng có một lần vì cô giáo sư Lê Hữu Bụt đã nói rằng một tác phẩm nghệ thuật mà tác giả đã gửi gắm vào nó như dòng chảy chẳng hạn là một tragedy, tức là một cái lát cắt của cuộc đời, và cái lát cắt này ở trong dòng chảy hơi lớn bởi vì về mặt không gian nó đã đi từ xứ Huế vào Nha Trang vào Sài Gòn ra tầng cao nguyên miền Bắc để tâm trầm ở tù. Và nó không những nó từ nước Việt Nam thì S nhỏ bé mà đang ở đây xứ hợp chủ quân. Về mặt không gian là như vậy, về mặt thời gian nó cũng rất là dài, nó đi từ trước năm 1975 cho tới hôm nay. Cái điều mà tôi nhớ lại ở trong tác phẩm là cái chúng tôi liên tưởng với đại thi hào Nguyễn Du khi ngài nói rằng bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được thần thanh cao. Như vậy tác giả đã nêu ra một câu thần ngoài là bắt phong trần phải phong trần. Và cuối tác phẩm chúng tôi bắt gặp một ngài Mao Tôn Cương hiện đại khi tác giả bảo rằng sẽ tiếp tục trình bày tiếp theo trong những tác phẩm tiếp theo 2-3 năm nữa. Và hôm nay cái lời gợi ý của Mao Tôn Cương đã làm cho tôi phải hỏi tác giả câu này. Một cuộc sống kéo dài về mặt không gian và những thời gian trong dòng chảy như vậy, bây giờ chúng ta đang đứng trên mặt đất hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Cái khoảng gian trước của Bắc Phong Trần đã qua thì bây giờ cái khoảng tiếp theo là do thanh cao. Thì tác giả cũng nghĩ rằng mình thực hiện một cách tròn vẹn trong tác phẩm của mình trong tương lai một cái American Dream. Dạ vâng, cảm ơn các bạn của chị Diệu. Một câu hỏi của Trường Kiều. Bắc phong trần phải phong trần, thế thì cả ngày là một cái vai mà gọi là bình luận dài lắm, chứ không phải nói là một hai câu có một cái phụ đâu thế chị. Nhưng mà em cũng cố gắng em nói còn bắc phong trần phải phong trần cho thánh ca mới được phần thánh ca. Thì chị nghĩ rằng là với cái con người của chị, với cái suy nghĩ của chị, và nhất là được cái sự truyền thụ của các triết lý về đạo Phật trong Phật giáo, thì ảo tiện tin rằng là mình sẽ không phải bị phóng trần nữa, thưa chị. Vâng, dạ, đó là câu trả lời của chị. Xin đón nhận câu hỏi thứ hai, chị. Xin quý vị giữ một sự im lặng, bởi vì đó là lòng yêu thương cho tác giả. Và đây là một cái ngày mà chúng ta trực tiếp tìm hiểu về một nhà văn. Và thành ra xin quý vị giữ dùm cho Diễm một sự im lặng ở đầu cái buổi hỏi này. Tôi xin hỏi chị Kim Thư. Tôi không xin phép tôi không hỏi trong cái quyển sách Dòng chảy, bởi vì cái quyển sách này chúng ta đã nghe đài truyền hình, chúng ta đã nghe những diễn giả lên đây phân tích. Thành ra tất cả những cái dấu ấn trong quyển sách, tôi xin các vị đã nghe. Và cái điều bây giờ là các vị nên, nếu chưa có quyển sách thì yêu cầu quý vị đi tìm quyển sách, bởi vì chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh gián dấp
quyển sách đó. Và tôi xin hỏi Kim Thư và tùy cô có trả lời hay không, là mọi tùy cô thôi. Thì tôi là bạn với Kim Thư, thì tôi được biết là cô qua đây từ năm 2004. Như vậy thì cô đã sống dưới chế độ từ 75 đến 2004, nghĩa là được 29 năm. Và 2004 tôi đi trước, và cũng có thể có những người đi trước 75. Thật ra cái câu hỏi của tôi là Kim Thư cảm nhận gì khi sống dưới một chế độ đã cướp chính quyền miền Nam, và xin Kim Thư trả lời. Dạ, cả đi chị Diễm mà nói riêng về chính trị thì thưa quý vị, nhưng mà nói thật rằng là chính trị đặc biệt tốt nổi thì nó không phải là cái lắm. Thưa quý vị, nghĩ gì về chế độ xã hội chủ nghĩa suốt quá trình 29 năm, gần 29 năm, thì thưa quý vị, ở tiểu xin hỏi tất cả những các vị người lưu ở trong cái khán phòng này, khi mà có một sự chuyển biến về cái chế độ từ tư bản chủ nghĩa sang chủ nghĩa xã hội, thì các chị đã làm gì, các chị đã nghĩ như thế nào? Có lẽ thì cũng giống như ảo tưởng thôi. Chị là một người phụ nữ, chị biết an phận và chấp nhận với những cái gì nó xảy đến cho mình. Vì sao? Mình không thể làm gì khác hết. Bước chạy để có cơm có gạo, để tồn tại và để chờ đợi một cái gì đó ấm ỉ ở trong lòng, họ không thể nói ra được vì họ là phụ nữ. Mà phụ nữ thì quý vị thấy sang đây, họ chỉ biết tê nhá ngồi chờ thôi. Dạ, cho nên đối với chủ nghĩa xã hội có số gần 29-30 năm đó thì ở điểm chấp nhận sẵn và cố gắng cho một sự đổi mới nào đó trong tương lai, chứ còn ngoài ra không có một cái sự phản kháng, một cái sự tuyên truyền hoặc là một cái sự hoang hô hoặc là cả đạo gì cả, mà xin mặt lòng với cái hoàn cảnh xã hội để mà tồn tại. Dạ vâng ạ. Xin mời thầy cô. Được thôi. Có một câu hỏi là trong tiểu sử chị ghi là Đại học Khoa học Huế, mà sao bây giờ chị lại thành một nhà văn? Từ cái riêng của chị hay là bối cảnh xã hội viết một hai cuốn sách với tại sao mà trở thành một nhà văn? Thì thưa quý anh chị, thưa quý thầy cô, gia đình ảo tiện là một người mà ảo tiện được sinh ra trong một cái gia đình mà bố là một nhà văn, bố hiệu là Hoàng Diệm đó, thì cho nên có cái gen ở trong máu rồi, viết, thích viết và ham viết, và từ nhỏ đã đọc tất cả những cái sách của Từ Lực Phong Đoàn. Và rồi thì trong cái bối cảnh lịch sử trước và sau năm 1975 đó, thì ảo tiện thì có những cái vướng mắc về thân phận của người đàn bà, cho nên ảo tiện việc là ghi lại và hình thành một cuốn sách như này. Câu hỏi này, có một câu hỏi trùng với câu hỏi của Diễm là 29 năm chị nghĩ gì về chủ nghĩa xã hội? Cái đó trả lời rồi. Lê Diễm xin thông qua. Có một câu là Sông Thu trong DC là thật ngoài đời hay là một nhân vật hư cấu? Của chị Thu Cúc. Vâng, cảm ơn bạn Thu Cúc. Sông Thu là một nhân vật mà ảo tiện tự đặt ra cho mình, và nhân vật đó cũng là tiêu biểu cho tất cả những người phụ nữ của miền Nam Việt Nam sau thời gian có cuộc chính biến 30 tháng 4 năm 75. Những hình ảnh mà các chị khi đọc cuốn dòng chảy, các chị sẽ thấy mình ở trong đó. Và Sông Thu chỉ là một người hư cấu, và trong đó có phá tự biệt về sự thật
diễn ra ở ngoài đời. Vì tiếng nghĩ rằng việc sách mà mình có chủ trí về sự thật tác đó thì nó mới hấp dẫn người đọc, thưa quý vị. Cô Minh Thúy và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình. Cô đọc qua cái tác phẩm Dòng chảy thì thật ra là cô rất là mê. Cái lối văn là nó thu hút cô và cái nội dung rất là sâu sắc. Nói về cái những người con gái mà những người đàn bà trong cái sau khi chồng đi học tập có những cái nỗi khổ và cái cuộc sống ở cái thành phố Huế rất là ráy rứt. Cô đọc xong mà tự nhiên nó gieo trong lòng cô cái sự nghĩa là ráy rứt mà rất là xúc cảm. Cô rất là mừng rỡ khi thấy tại cái thành phố San Jose cái sinh hoạt về văn thơ rất là mạnh mẽ, hầu như hàng tuần đều có chào ra mắt sách và khán giả đến rất là đông, mà cô rất là hạnh phúc. Dòng chảy đã phản ánh được một tâm tình của một người phụ nữ, nhưng nó cũng là một cái khía cạnh để phản ánh lại những cái hình ảnh đặc biệt sau năm 1975 mà thân phận của đất nước Việt Nam đã phải gánh chịu, nhất là những cái sự đọa đày đó là những người phụ nữ, những người vợ lại là những người mang nhiều cái nỗi sầu khổ nhất trong quê hương Việt Nam. Cho nên tác phẩm này nó đã ra đời để không những nói về tác giả mà nói đến cái nỗi niềm của những người phụ nữ, những người đàn bà ở trong cái thời loạn ly, khi người chồng không còn bên cạnh mình, khi mà những người mà mình cần nương tựa lại không có để mình đứng trên cái đôi chân của mình trong cái cuộc sống. Và đó chính là tác phẩm Dòng chảy mà ngày hôm nay khi chúng tôi đọc tác phẩm Dòng chảy vẫn thấy chính mình ở một nơi nào đó, hay chính những cái người mà mình quen biết cũng là những nhân vật nó nằm ở trong tác phẩm Dòng chảy. Và vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi thấy rất nhiều đồng hương cũng như là Quốc học Đồng Khánh Huế và những văn thi sĩ đã đến đây để tham dự cái ngày ra mắt sách tác phẩm Dòng chảy của Tôn Nữ Áo Tím là một sự thành công. Và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến an vui. Chương trình được tiếp tục với phần văn nghệ và ẩm thực thật ấm áp và thân tình. Thay mặt ban tổ chức, nhà thơ Ngọc Bích đã lên phát biểu cảm tạ quan khách đã đến tham dự buổi ra mắt sách. Và chương trình được kết thúc tốt đẹp vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày.